xe Honda đó các bạn. Đó, đường có đi nặng các bạn, vãi chết chướng à. Giờ mình ui người đông quá nha. Đó, mình và các bạn sẽ đi ra khỏi đây chứ. Ui có lộ nhiều quá, có lẽ đó chị. Ừ đúng không, mà tới chị này nữa, có lẽ anh đâu mà xe em đi nữa. Rồi đi đó các bạn. Ok. Ui, đây là một cái buôn làng thị xã giữa La Lai các bạn. Ủa, cái đường này đúng đúng đi sướng luôn các bạn. Đường nó vừa nhỏ mà nó vừa nghiêng nữa. Lái sướng thật luôn ấy. Ok, cái cua này nha. Đường thật là hoang vắng luôn các bạn. Không có đường, không thấy một cái nhà luôn, toàn cây không. Đường này đi buổi tối chắc chắc hấp dẫn lắm nhỉ. Hey, ok và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2. Và chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm lại cái con xe Taco Movie Home đời 2016 của anh An. Và các bạn biết tại sao mà thời gian này mình chạy khá là nhiều con này? Tại vì mình có khá là nhiều skin của cái con này nữa, mình sẽ chạy con này nhiều. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chạy tiếp cái nhà xe Trường Thành, một trong những cái nhà xe khá là nổi tiếng đi cái tuyến Gia Lai về Sài Gòn, bến xe miền Đông và ngược lại. Đó, con này thì mình đã sưu tầm khá là lâu rồi các bạn, và bây giờ mới có được cái skin này. Biết khá là lâu rồi mình mới tìm được đấy, và bây giờ mới có và để quay clip cho các bạn. Đó, nói chung là về Việt Nam mình cũng có người làm đấy, mà nó hiếm lắm các bạn, hiếm để tìm cái skin này được lắm. Mà mình đã tìm được và mình sẽ quay clip cho các bạn xem. Ok, thì hôm nay mình sẽ, hiện tại thì mình đang ở Gia Lai các bạn, trên núi Gia Lai, trên đường đèo các kiểu đồ. Và mình sẽ cùng các bạn hôm nay sẽ trải nghiệm một cái cung đường đèo ở Gia Lai đi về bến xe miền Đông. Ok, thì bây giờ mình sẽ đóng cửa là mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình đi luôn. Khách thì đã lên rồi các bạn, giờ mình sẽ đi thôi. Đóng cửa lại. Rồi, lên xe, để máy luôn nè. Ok, bữa nay là xe của tôi là có chiếu phim Hàn Quốc các bạn. Ai coi Hàn Quốc thì coi. Ok, giờ mình sẽ hạ thắng tay. Rồi, đi ra. Ok, giờ mình sẽ giờ trước tiên đi ra khỏi cái bến xe chứ các bạn. Cái này là gọi là cái chỗ đậu xe thôi, chứ không phải là cái bến xe của Gia Lai. Một cái chỗ đậu xe thôi. Trong hiện tại mình đang đi trong một cái đường hẻm của một cái thị xã khá là nhỏ các bạn. Đường tí lý đẳng luôn các bạn, đường nhỏ xíu mà chạy cái là đã. Đó, thấy chưa. Giờ mình sẽ chạy ra đường bự tí rồi tiếp tục mình lại quay vào đường nhỏ nữa nè. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị ghé bên bên phải. Đường khá là đẹp luôn các bạn, đường làng quê ở Gia Lai khá là đẹp, đồi núi được các kiểu đẹp vãi luôn. Một nỗi đau lấy lớn. Rồi chúng ta chuẩn bị tiếp tục ghép phải cho các bạn này, đường nó đi nặng nè, ôm cua phải từ từ thôi các bạn. Đó, đã chưa. Đường chút xíu à, kiểu là vừa một xe chạy luôn ấy, xe thứ hai mà vô nên là đụng banh chành xe thứ hai luôn ấy, vừa đúng lọt một cái xe mình chạy thôi. Rồi chúng ta sẽ ghé bên bên phải, đúng là đường làng quê luôn các bạn, rất là ít đèn đèn xanh đèn đỏ. Rồi mình đi ra đường ngoài vậy nè. Vọng niềm cay đắng ở
âm thầm nhiều trong vắng nhớ người mình yêu. Trên núi đa số là cây cỏ rất là nhiều các bạn, như trên rừng vậy đấy, cây cỏ nhiều lắm luôn. Rồi chúng ta chuẩn bị rẽ phải để vào đây luôn. Mình sẽ tranh thủ đi ra khỏi cái buôn làng này các bạn. Uầy, sale lên đậu nhiều vải các bạn, thấy không? Ê, cái con đường này đường gì vậy? Đường sỏi à? Ui, quái, có hình tượng luôn nè. Ui, cái xe Honda đó các bạn. Đó, đường nó đi nặng các bạn, vãi chết chướng thật. Cho mình, ui, người đông quá nha. Đó, mình với các bạn sẽ đi ra khỏi đây trước. Ui, có lộ nhiều vậy, có lẽ đó chị. Ừ đúng không, mà té chị này nữa. Có lẽ anh đâu, có xe em đi nữa. Rồi đi đây các bạn. Ok. Ui, đây là một cái buôn làng thị xã giữa Gia Lai các bạn. Giờ ôm sao ta. À đi đây. Ôm cái một bên nè, đây là một bên nè. Rồi đi ra các bạn. Đâu đất đâu, cái đường nó nhỏ xíu xíu à, khó đi vãi luôn. Ui, có chiếc máy cài nữa kìa. Rồi bắt đầu rời khỏi buôn làng và bắt đầu đi ra đường lộ đi rồi đấy các bạn. Và mình sẽ đi xuống núi nên mình đi một cái đường rất là nhỏ. À đây tới luôn rồi nè các bạn. Ui, đây là có cái hồ nữa nè, thấy không? Đó đó không, cái gì mà đường nghiêng như vậy? Ui ơi, thôi nó có đường nó nghiêng rồi nè các bạn. Ui rồi đó, ôi thôi nó nghiêng lại. Quá cái nồi nè. Ủa, cái đường này đúng đi sướng luôn các bạn. Đường nó vừa nhỏ mà nó vừa nghiêng nữa. Lái sướng thật luôn ấy. Ok, ôm cái cua này nha. Đường thật là hoang vắng luôn các bạn. Không ạ. Đường không thấy một cái nhà luôn, toàn cây không. Đường này đi buổi tối chắc hấp dẫn lắm nhỉ. Buổi sáng mà còn nhìn kiểu còn gùng gợn nữa nè. Kiểu không có nhà các bạn, không có người này nọ rồi đi, kiểu là đi nó đi giữa rừng vậy đấy. Mà thật ra cái đoạn này là kiểu đây người ta để đường giao thông, người ta lưu thông đi thôi, chứ người ta không có xây nhà trong này, chưa có là xây được nhà nhiều. Đó, đây có một căn nhà nè, đâu phải không có đâu, kiểu là xa có được căn nhà. Ui, nhà này có xe du lịch luôn à. Ui, kiểu biệt thự luôn ấy chứ nhà gì nữa. Cho con từ thuở nằm nôi. Quá đã luôn các bạn. Trải nghiệm cho nó con đường nhỏ này còn sướng bằng nữa. Đường này nó hai xe mà chạy ngang chắc phải một chiếc xe dừng và một chiếc xe đi qua, chứ hai xe vượt mặt nhau cũng hơi khó đấy. Đường nó nhỏ lắm. Đây có một cái nhà thờ nữa nè. Đó, đây có một cái nhà thờ nữa nè. Các bạn thấy không, chiếc xe mình chạy thôi cũng muốn hết hơn nửa đường rồi. Khó lắm, nó phải dễ đâu. Cái này có chỗ đậu xe luôn nè. Mình đã xuống núi rồi các bạn. Trời, cái dốc này dữ vậy. Không cần đập ga luôn ha, tự thả dốc xuống luôn. Mình không cần đập ga đâu, nó tự chạy xuống luôn nè, chỉ cần lái thôi. Chủ là cái đường này là nó đỡ một cái là nó ít xe các bạn,
vụ mà đâm xe mà đi nhanh chứ cũng khó lắm ấy. Mình đi ít xe được là vậy thôi, chứ đông xe mà đi đường này là vừa lách xe nè, rồi vừa ôm cua nè, rồi vừa lái trên mấy con đường nghiêng nữa thì nó hơi khó. Trời ơi, đoạn này sao nghiêng dữ vậy? Ôi xồi đó coi, cứ từ từ nữa các bạn. Đường thì nhỏ vãi cả nồi, cộng thêm trời đường nghiêng nữa, mấy cái chỗ này làm như đá nó sạt lở xuống cái gì nè các bạn. Rồi chuẩn bị vô hầm luôn nè. Cái hầm này là hầm nó làm mà đi ngang cái núi thì đó các bạn, đi ngang cái núi. Ui, có cây mọc trong giữa đường vậy. Đó, đi ra khỏi hầm rồi đấy. Vãi cái chữ này. Dạ phải các bạn, mình đi nhầm đường. Sắc ra khỏi hầm luôn. Vãi nồi lắm. Ok, mình sẽ ghé bên phải nè. À, ra được đường bự rồi các bạn ơi. Hết đường núi nữa rồi. Hết đường nhỏ rồi. Ra được đường bự rồi. Ngon lành. Xuống đây chạy chắc bao sướng luôn rồi. Đường rộng thênh thang luôn. Sao bên mình hai làng mà bên này nó có một làng một các bạn, vãi rồi. Thì là bên mình đường xuống núi ấy, nó làm hai làng hay sao ấy. Ưu tiên cho mình bên mình hơn. Mẹ ban cho con từng khúc xưa non, thao thức cầu mong con lớn. Các bạn dễ bắt gặp mà cái đường mà kiểu là một len hai len một bên và bên kia chỉ có một len đó, những ở chỗ mà cái đường núi ấy, những chỗ mà đường núi là hay có như thế này. Bên mình hiện tại là được ưu tiên hơn, chạy hai len các bạn, mặc dù ít xe vải, bên kia thì chỉ có một len thôi và không được lắng nhau nha các bạn. Thấy cái len này đang là len nét liền đấy, không được lắng nhau đó. Tới đây nó đều lên nè, mỗi thằng một len, khỏi nào giành nào nữa kìa. Vừa chạy ngang cái máy bắn tốc độ hay gì không để ý nữa. Ok, là chuẩn bị ghé phải, à nhầm, ghé trái nè các bạn. À, chuẩn bị ghé trái qua đây. Rồi đây là một cái cánh đồng, người ta trồng cái gì là không biết nữa. Ui, có mấy con ngựa nữa nè. Trên vùng núi này chắc người ta nuôi ngựa nhiều quá nè. Bên này ta trồng lúa gì ta. Bên này chắc chưa trồng gì chứ, còn gọi là cánh đồng đất thôi, chưa có trồng gì hết đấy. Ghé đổ xăng luôn các bạn ơi. Chợt cho mau qua đêm dài tăm tối, mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay, chỉ có em nhìn sau như đêm nay. Ok, bật máy rồi, đổ đây bình luôn. À rồi à, 7 ego thôi các bạn, rẻ hơn từng rồi. Rồi đi tiếp, tiếp tục. Chiều thu mưa bay bay đường khuya vắng không người, dìu em trong cơn mê dài tăm tối, làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai, để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai. Bàn
tay anh xanh xao vì cơn lốc bao ngày, bờ môi yêu như không còn hơi ấm. Làm sao cho anh đi vào thấu xa xưa. Hôm nay nhà mình đi đường quốc lộ gì kìa đó các bạn, nên đường nó khá là bự nè, hai lane luôn. Phía sau còn được một cái dãy phân cách mà, gọi là dãy phân cách khá là tự nhiên. Thì phân cách được cách nhau bởi mấy bụi cỏ. Mấy cái đường bình thường là phân cách người ta làm bằng mấy cái dãy bằng đá hoặc là bằng sắt hoặc là mấy cái lan can này nọ đúng không? Ở đây là gọi là làm tự nhiên luôn các bạn, nó thì cỏ không thôi. Chỗ này mà kiểu người ta trồng cây vậy các bạn. Chỗ này nó cao lên, nó chính giữa là nguyên cái hàng cây nọ, cái đẹp đấy. Cái làng bên mình nó sẽ cao, cái làng bên kia các bạn không hiểu luôn. À, này bây giờ mình lại thấp hơn cái làng bên kia. Đường làm vô lý vãi. Thôi giờ ta đào đắt xuống tí cho nó bằng thẳng nhau. Nhưng đoạn cao đoạn thấp. Những cái chỗ mà cua này nọ thì người ta sẽ làm cái lan can ở đây nè các bạn. Đó, tránh trường hợp các bạn ôm cua mà không lo ôm và đi thẳng xuống vực thẳm luôn. Đấy, người ta mới làm mấy cái lan can như vậy, chứ mấy cái đoạn thẳng người ta không có làm. Ui, này là gì vậy? Trên đầu mình là cái gì vậy? Cái cầu à? Cầu vượt à? Như là cái cầu của đường gây xe lửa hay sao ấy. Mình đã say tình cùng ngã yêu. Cơn điên diên thân trời lạnh chạy đi tìm vòng tay tuyệt giá suốt năm dài. Thao wow, hình như mình chuẩn bị vô cái xã nào hay là cái thị trấn nào mà xe đông vãi luôn nè, quá trời xe luôn. Tại đâu mình chạy đâu có xe nhiều vậy đâu. Ui, xe này chở bò nè. Mình vừa qua một chiếc xe chở bò đấy các bạn. Ok, giờ mình đến cái thị trấn này rồi. Chắc mình ghé cái bến xe và cái chạm xe của Trường Thành để mình cho khách có xuống thì xuống, còn mình sẽ rước thêm khách mua vé ở đây nữa các bạn. Mình sẽ đến cái bến xe. Cái bến xe gọi là cái nhà gọi là cái gì nhỉ, cái nhà mà để đặt vé các bạn, cái chạm mini ấy. Thường các bạn thay vì các bạn đi lại ngay bến xe các bạn đặt vé thì các bạn có thể đặt ở các cái chạm thì xe trung chuyển rồi sẽ chuyển các bạn đi đó. Thì bây giờ mình sẽ ghé cái chạm đó, mình sẽ ghé phải, mình sẽ cướp khách các bạn ơi. Ui, ở đây nó chuẩn bị xây một cái sân vận động nữa các bạn, khá là bự luôn, đó, bự lắm luôn ấy, đèn đỏ rồi. Bị quẹo trái nè các bạn ơi. Rồi đi thôi, kẻ trái vô cái chạm thôi, gọi là gì nhỉ, mình không biết gọi là cái gì luôn. Trời lạnh chạy
Rồi, mở cửa cho bảo vệ ơi. Ok. Rồi, xe mình đến đây rồi. Khách nào có xuống thì xuống, khách nào đi tiếp thì ngồi trên xe, khách nào mới thì cứ chuẩn bị lên xe. Đấy. Quay đầu xe lại cái đã. Ok, mình sẽ mở cửa ra. Rồi, tắt máy nè. Đấy, thì như vậy thì mình với các bạn cũng đã vừa trải nghiệm xong một cái hành trình, đó là bằng ở nhà xe Trường Thành và trải nghiệm được một đoạn đường ở Gia Lai xong. Và bây giờ mình đang ghé ở chỗ này để rước khách. Đó, rước khách tiếp. Và chúng ta chắc mình sẽ kết thúc video này tại đây. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Còn các bạn mà thích chiếc chạy chiếc xe này thì các bạn nhanh chóng liên lạc với anh Trần Đinh Quốc An. Cái link mình có để phía dưới phần miêu tả cho các bạn đấy. Các bạn xuống dưới mà liên lạc ảnh mà mua xe này. Hiện tại là giá đâu đó là vẫn không rõ giá bao nhiêu, các bạn mua cho các bạn inbox anh đang đi. Nhiều xe quá mình giờ mình không nhớ rõ nữa. Đó. Ok, thì chắc mình sẽ kết thúc video đây, mà nếu các bạn thấy hay cho mình một like nha. Ok, bây giờ ôi, mở cốp rồi nè. Ok, bây giờ mình kết thúc đây. Và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ nha. Ok, bye bye. Hello các bạn, nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới. Và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer, bấm thích và theo dõi nữa nha.